Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lanh làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi về các cái chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu hai mẫu sản phẩm, đó là hai bức hoành phi. Chúng tôi làm cho anh em thợ hay cũng như là người thu nhập bình quân trên đầu người thấp có thể mua được các cái sản phẩm này. Thì tại sao chúng tôi lại nói là những người bình quân thấp? Thì vì mẫu này là chúng tôi làm với thông số kích thước nó mỏng đi, còn chiều dài, chiều rộng vẫn giữ nguyên. Chiều dài là 1m97, chiều rộng 67. Và ván bên trong thì chúng tôi làm dày 1/8 đậu, tức là 2 phân cưa xẻ đi. Và khuôn tranh thì chúng tôi làm dày 6 phân. Chúng tôi có đổ buôn cho các đại lý cấp 2, cấp 3 cũng như là người có bình quân thu nhập đầu người thấp có thể mua được. Khác với cái cũng cùng mẫu như này, chúng tôi làm kích thước đó là ván dày 3 phân và khuôn tranh dày 7 phân. Thì chúng tôi sẽ làm cho các khách hàng tiêu dùng thu nhập thuộc mức thu nhập khá giả. Và sau khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ hoàn thiện đó là chữ thiếp vàng Đài Loan cho 3 chữ Đức Lưu Quang, có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Thì các cái mẫu phổ thông này chúng tôi đổ cho đại lý như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay là Bắc Ninh, Hải Phòng rất nhiều. Chúng tôi đổ cho các cửa hàng thì họ bán với cái lợi nhuận nó cao, vì họ nhập được tại giá gốc làng nghề là với giá thấp nhất. Và khuôn tranh cũng là khuôn tranh loại mỏng, loại chúng tôi làm dày chỉ có 6 phân. Tới đây chúng tôi đã làm dày 7 phân rồi. Chúng tôi đã làm cho rất nhiều khách hàng tiêu dùng. Đó là khuôn tranh dày 7 phân. Và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu các cái bộ như chúng tôi bán cho khách hàng ở Hải Hậu, Quảng Ninh. Chữ dát vàng Đài Loan hoặc là dát vàng 4 chữ 9, để cho quý khách tham khảo. Cùng mẫu mã như nhau, chúng tôi chỉ thay đổi về kích thước ván, độ dày và kích thước độ dày của khuôn tranh, thì giá tiền nó có chênh lệch nhau. Thì quý khách muốn biết chi tiết hơn, quý khách có thể liên hệ trực tiếp về cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lanh, thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi gọi đây là mẫu sản phẩm hoành phi loại mỏng. Khác với mẫu sản phẩm hoành phi loại dày. Loại dày chúng tôi làm khuôn tranh dày 7 phân để cho quý khách tham khảo. Còn mẫu mã cùng như nhau, thông số kích thước, chiều rộng, chiều dài giống nhau. Chỉ khác là phần ván bên trong và độ dày của khuôn tranh. Quý khách lưu ý. Toàn bộ đồ thờ cúng bằng gỗ có liên quan, quý khách hãy điện trực tiếp cho chúng tôi qua số Zalo 0986 883349 để chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá miễn phí cho quý vị, để cho quý khách có thể được tham khảo, lựa chọn. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, nên là rất nhiều các cửa hàng đã đặt hàng chúng tôi, hàng mộc, để về sơn bán cho các cửa hàng rất nhiều. Một tháng chúng tôi đổ cho các đại lý từ 100 tới 200 bộ như này. Và tiến tới năm 2021 thì chúng tôi sẽ đẩy từ 300 tới 500 bộ hoành phi câu đối một tháng, để đáp ứng cái nhu cầu thị trường mua và sắm về đồ gỗ ngày càng cao. Và chúng tôi liên tục cập nhật các cái mẫu mã hoành phi mới nhất. Đây là mẫu phổ thông, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, phiên bản chữ to, có phụ đề tiếng Việt và xen kẽ là các cái cây tứ quý. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để có thể cập nhật được các cái thông tin mới nhất từ cơ sở đồ gỗ giá gốc. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách lưu ý khi mua hàng là nên xem hàng mộc trước khi sơn, và quý khách có thể có mang thước đi đo các cái thông số kích thước của ván cũng như của khuôn tranh mà chúng tôi đã giới thiệu. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ thật tới tất cả quý khách hàng các cái mẫu mã cũng như các cái thông số, hoa văn, họa tiết. Và chúng tôi đang chuẩn bị lắp các cái lô hàng lớn, rất nhiều các cái bộ khuôn tranh chúng tôi đang có sẵn đây. chuẩn bị ghép vào, chúng tôi sẽ lắp rất nhiều các cái bức hoành phi thì chúng tôi sẽ giới thiệu trên kênh. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.